Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình, Trung Quốc còn có 80.000 quả bom hẹn giờ. Miền Nam Trung Quốc hiện mưa to vẫn kéo dài, 304 con sông bị ngập trên mức báo động, 26 tỉnh bị lũ lụt vây khốn, mực nước của Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo. Trên dưới sông Dương Tử có hàng ngàn hồ chứa nước đang sốt ruột muốn xả lũ, không ít nơi bị ngập chìm. Những điều này đã khiến đập Tam Hiệp hiện nguyên hình và có nguy cơ bị sập. Ngoài ra, Trung Quốc còn có ít nhất 80.000 hồ chứa giống như những quả bom hẹn giờ. Từ tháng 6 ở Quý Châu, Trùng Khánh và các khu vực trung hạ lưu của sông Dương Tử liên tiếp hứng chịu các trận mưa lớn. Theo thống kê, cơn mưa liên tục dọc theo toàn bộ sông Dương Tử đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng. 26 tỉnh và thành phố đã bị lũ lụt bao vây. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực Giang Nam trong tháng 7 tới. Mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc thẳng vào lưu vực sông Dương Tử, gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Ngoài ra, mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo, khoảng 1.000 hồ chứa ở thượng, trung và hạ lưu của sông Dương Tử xả lũ gấp, khiến không ít nơi bị ngập lụt. Tuy nhiên, thông tin khí tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ gọi là mưa rơi nặng hạt để mô tả đợt thiên tai lũ lụt này. Gần đây ở thượng nguồn sông Dương Tử có những trận mưa lớn tại Ô Giang, Mân Giang và Tiểu Giang. Do vậy, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Lưu lượng chảy vào hồ chứa đạt 40.000 mét khối trên giây. Để đối phó với lũ lụt, Cục Kiểm soát lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để điều chỉnh với mức trung bình 35.000 mét khối trên giây và đập Tam Hiệp đã mở hai cửa xả để xả lũ. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp thường có thể đối phó với dạng lũ có tần suất thiên niên kỷ, có lưu lượng 98.800 mét khối trên giây. Tuy nhiên, lưu lượng chảy 40.000 mét khối trên giây ở thượng nguồn sông Dương Tử thấp hơn tiêu chuẩn lũ tần suất 10 năm mà trận hồng thủy số 1 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Trong tháng tới, còn có một đợt lũ mới càng làm gia tăng nguy cơ cho đập Tam Hiệp. Hiện tại, thượng nguồn và hạ lưu của đập Tam Hiệp đang đối mặt với các mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng. Thượng du Tứ Xuyên đã trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lớn này. Đến cuối tháng này, các đơn vị thủy văn ở châu tự trị Nga Oa ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Cam Tư đều đã lần lượt đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Hơn 210.000 người đã bị ảnh hưởng ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Kiểm soát lũ khẩn cấp màu vàng đã được đưa ra. Đối mặt với tình hình lũ lụt liên tục của thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã được mở cửa xả lũ, dẫn đến hạ lưu từ hồ Bắc xuôi dòng xuống hồ Nam, Giang Tây và Giang Tô liên tiếp gặp nạn. Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Nghi Xương và Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Nghi Xương chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km và là trạm đầu tiên ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Nghi Xương, lượng nước trong khu vực đô thị rất nghiêm trọng và các phương tiện xe cộ gần như bị nhấn chìm. Sáng qua, Vũ Hán, Hoàng Cương, Kinh Châu, Ân Thi, Tiền Giang và những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã dự báo rằng các khu vực có lượng mưa lớn trước đó trong 10 ngày tới sẽ lại bị mưa tiếp, chủ yếu ở khu vực phía Tây Nam, Giang Hán, Giang Hoài và phía Bắc Giang Nam. Hiệu ứng của mưa chồng chất sẽ gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ ống, thảm họa địa chất, làm tăng đáng kể nguy cơ nước dâng cao ở các nhánh sông nhỏ và vừa, gây lũ lụt ở thành thị và nông thôn, cần phải phòng ngừa đặc biệt. Trung Quốc vẫn còn 80.000 quả bom hẹn giờ. Ông Wang Weilu, một chuyên gia thủy lợi người Trung Quốc sống ở Đức, nói rằng lũ lụt trên toàn Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng. Nhưng địa điểm cụ thể, mức độ nghiêm trọng và tình hình về thương vong sẽ không được Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin thông báo. Vì vậy, người dân địa phương đều không có cách nào biết được thông tin thiên tai chân thực của nơi họ ở. Ông Wang tiết lộ rằng đập Tam Hiệp không có khả năng kiểm soát lũ như Đảng Cộng sản Trung Quốc khoe khoang. Đập Tam Hiệp hiện đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa lớn ở thượng nguồn và trung lưu. Cả hạ lưu, khí hậu cũng cực đoan đang mưa xối xả. Trận lụt ở sông Dương Tử năm 1954 chính vì thế mà đã xảy ra. Chỉ cần thượng và hạ lưu đồng thời mưa bão sẽ khiến khả năng phòng lũ của đập Tam Hiệp hiện nguyên hình. Ông Wang cho rằng do gì xung quanh âu tàu của đập Tam Hiệp là không lạc quan. Nếu vỡ đập, khu vực hạ lưu sẽ ngập hoàn toàn từ Nghi Xương đến Thượng Hải. Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn có 8.000 quả bom hẹn giờ. Ông Wang đã viết rằng có hơn 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc, hơn 66.000 hồ chứa đã từng có nguy hiểm và hơn 16.000 hiện đang gặp nguy hiểm.
tại cuộc họp giao ban chính sách thường xuyên do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, Điền Dĩ Đường, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và hạn hán của Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 đập hồ chứa, trong đó hơn 66.000 đập hồ chứa từng có nguy cơ và hơn 16.000 đập hồ chứa khác đang có nguy hiểm, cần khẩn trương gia cố. Ông Wang phân tích thêm, theo dữ liệu này, có hơn 82.000 đập hồ chứa đã và đang có nguy hiểm, chiếm 84% tổng số đập hồ chứa ở Trung Quốc. Ông Điền Dĩ Đường quy cho một trong những lý do chính khiến các đập hồ chứa này bị nguy hiểm là do hầu hết các đập hồ chứa đều được xây dựng vào những năm 1950 và 1970. Nói cách khác, những đập hồ chứa này đã được sử dụng trong hơn 40 đến 60 năm. Nếu tính theo tuổi thọ bình thường của các đập hồ chứa trong 50 năm, các đập hồ chứa này đã kết thúc thời gian sử dụng bình thường hoặc đã quá hạn. Cuộc điều tra và thống kê về đập hồ chứa nguy hiểm được bắt đầu vào năm 1975 khi xảy ra sự kiện vỡ đập Bản Kiều. Vào thời điểm đó, có hơn 60 đập hồ chứa, hai trong số đó là các hồ chứa cỡ trung bình, Bản Kiều và Thạch Mạn Than. Đập Bản Kiều vỡ đã khiến 240.000 người tử vong. Ông Wang nói rằng Trung Quốc đã xây dựng hàng chục hồ chứa trên một con sông. Nếu một cái bị vỡ đập thì hồ chứa bên dưới cũng vỡ đập theo. Những hồ chứa này giống như một quả bom hẹn giờ. Vì vậy, những người dân Trung Quốc sống phía dưới hồ chứa rất không an toàn. Ông Vương từng cảm khái nói một câu và được lưu truyền trong giới kỹ thuật Trung Quốc rằng cầu vàng, đường bạc, đập kim cương. Vì rằng lợi nhuận của việc xây dựng một con đập là cao nhất, xây dựng đập thủy điện cũng đã trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả con đập chắc chắn đều không tránh khỏi việc đã chôn sẵn ở dưới những quả bom hẹn giờ. Thành phố thất thủ, nhiều nơi ở Hồ Bắc ngập lụt nghi do chính quyền lén lút xả lũ trong đêm. Cuộc chiến chống lũ của chính quyền Trung Quốc luôn phải trả giá bằng việc hy sinh thôn làng để bảo vệ thành phố. Lũ lụt thường xuyên đột kích và nhấn chìm các ngôi làng. Nhiều nơi ở tỉnh Hồ Bắc lụt trong đêm nghi do xả lũ. Nhiều video được đăng tải trên Internet cho thấy một khu vực lớn của thành phố Ân Thi, thủ phủ của khu tự trị Ân Thi tỉnh Hồ Bắc đã bị ngập. Nước cao ngang ngực, một lượng lớn ô tô cá nhân bị ngâm trong nước, người dân chủ yếu dùng thuyền để đi lại. Video trên mạng cho thấy thành phố Ân Thi đã bị ngập lụt vào giữa đêm dù không có mưa lớn trong khu vực. Người dân nghi ngờ là do hồ chứa nước ở thượng lưu sông Thanh Giang xả lũ. Thanh Giang là một nhánh sông cấp 1 của sông Trường Giang chảy qua thành phố Ân Thi. Cách thành phố Ân Thi không xa về phía bắc là thượng nguồn hồ chứa nước Đại Long Đàm. Cư dân có tài khoản Twitter CC Nho 17 châm biếm. Ông trời hỏi, Ân Thi có mưa đâu, sao lại ngập thế này, nước ở đâu mà nhiều thế? Một nick Twitter khác là King Shan Lan than trách, thật buồn quá, tại sao người Trung Quốc lại xui xẻo, lại rẻ mạt, lại phải cúi đầu nhẫn nhục thế này. Tôi thấy người nước ngoài sống vui vẻ lắm, vô lo vô nghĩ, rất tự do, mọi người biết tôi ngưỡng mộ họ thế nào không? Tôi nghĩ thời bố mẹ tôi cũng phải chịu cảnh thế này. Tại sao con cái quan chức quyền quý lại có thể thích gì được đấy, đi khắp thế giới, còn chúng ta lại phải sống trong cảnh khổ sở thế này mà vẫn phải nai lưng để cung dưỡng tham quan. Chúng ta cũng có cha mẹ, con cái, không vì bản thân thì cũng phải vì họ, phải kháng nghị, kháng nghị. Theo thông tin từ trang web của chính phủ Trung Quốc Xinhuanet cũng được đăng, một khu vực rộng lớn trong thành phố Ân Thi đã bị ngập lụt, một số đoạn đường sâu vài mét. Lúc 17:30, lưu lượng nước của trạm Ân Thi Thanh Giang đã vượt quá 3.670 m³/giây. Từ trưa đến chiều ngày hôm đó, chính quyền địa phương liên tục nâng cấp độ ứng phó kiểm soát lũ từ cấp 4 lên cấp 1, trong đó cấp 1 là cao nhất, cấp 4 là thấp nhất. Bài báo tuyên bố rằng Ân Thi bị ngập lụt vì nước sông Thanh Giang tràn đê, nhưng thượng nguồn của hồ chứa Đại Long Đàm lại gần với thành phố Ân Thi, vậy nên nước sông Thanh Giang tràn đê rõ ràng có liên quan đến lưu lượng của hồ chứa Đại Long Đàm. Cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao lũ lụt ở Trung Quốc luôn lén lút bất ngờ xuất hiện vào ban đêm. Tại sao mọi người luôn không nhận được bồi thường? Một tài khoản khác trên Twitter bình luận, khi lũ đến không phải là thành phố lớn thì đều bị hy sinh. Việc mở cửa xả lũ như vậy khiến bạn chết toi trong giấc mộng vào giữa đêm. Biết rằng nước đến mà cũng không chạy được, ban đêm thì không quay chụp được gì rõ ràng cả. Thật dễ dàng để che giấu sự thật. Tài khoản Twitter Vichen tiết lộ, vì cứu trợ thảm họa năm đó, tôi đã làm quen với sở nội vụ địa phương. Mỗi lần họ đến thủ phủ của tỉnh, họ đều hẹn gặp tôi. Một lần tôi đã tận dụng lúc anh ta ngà ngà say và hỏi, nếu đã biết sẽ phải xả lũ vào nông thôn để bảo vệ thành thị, tại sao không thông báo trước cho dân làng để chuyển tài sản đi? Anh ta nói, sao làm thế được? Một khi anh thông báo thì người dân sẽ đồng ý sao?
họ sẽ yêu cầu bồi thường cho mùa màng, gia súc, vườn ươm, cây giống. Không ngốn mất vài chục tỷ nhân dân tệ thì không giải quyết được. Nhưng nếu là thiên tai thì cho họ mấy thùng mì ăn liền là được rồi, họ còn đội ơn anh ấy chứ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.